Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là một cái nắp lưng của Samsung Galaxy A52s đang chờ thay mới cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần nắp lưng vỏ máy của Samsung Galaxy A52s lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan nắp lưng vỏ máy của Samsung Galaxy A50s, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy A52s nói chung và phần nắp lưng vỏ máy của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship nắp lưng vỏ máy của Samsung Galaxy A52s đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền để bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về sản phẩm dịch vụ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.